Hôm qua lúc 7 giờ tối á, cái mắt của mình nó bị cộm. À, nó không phải cộm bên trong mắt nha, mà nó cộm ngay cái mí ở trên này nè. Ngay cái mí trên này. Mình sờ vô đây thì nó sưng sưng và nó đau. Thì mình lấy ngay lập tức mình lấy chỉ mình đeo vô. Cái bài mà hướng dẫn cách trị lẹo mắt ở cái clip trước mình có làm á, thì cách thức như thế nào thì mình đã hướng dẫn chi tiết ở trong cái clip đó rồi. Tuy nhiên có đa phần là các bạn phản hồi là làm thành công, thì trong đó cũng có một vài bạn nói là không thành công. Thì cái này nó cũng rất là khó nói ở cái chỗ là nó là mẹo chứ không phải là thuốc. Cho nên cái việc bạn làm ở đây, cái mẹo thì nó mang tính chất là riêng tư và mình cần phải bảo mật hơn. Còn cái thuốc thì ai dùng cũng được. Còn cái mẹo này thì phải đảm bảo là bạn làm đúng cái phương pháp mà mình đã chỉ. Thì hôm qua mình coi tivi, mình cảm thấy nó rất là cộm, mỗi lần chớp mắt rất là khó chịu, nó đau. Thì mình ngay lập tức mình lấy chỉ mình đeo vô và sau đó mình đi ngủ. Mình không coi tivi nữa, mình đi ngủ. Sáng dậy hết đau. Bây giờ không còn cộm nữa. Nhưng mà mình vẫn còn đeo. Kệ nó, đeo 1 2 ngày nó cho nó hết hẳn thì nó không có độ. Nếu mà mình không đeo thì có thể sáng hôm nay nó sẽ sưng sưng to nữa và từ từ nó sẽ mầm có mủ rồi nó vỡ ra, rồi phải tốn biết bao nhiêu là thuốc men rồi công sức để điều trị nó. Cái vấn đề mình muốn đề cập ở đây là các bạn phải làm ngay và liền, ngay khi phát hiện dập liền, dập ngay tận gốc. Chứ đừng có để khi mà mới cộm cộm các bạn thấy nó chưa có sưng thì không có quan tâm, nó bắt đầu để cho nó sưng lên, nó to ra để nó hình cái lẹo, rồi bắt đầu mới tiến hành đi đeo, thì lúc đó nó cái hiệu quả nó sẽ bị giảm nữa đó. Mình ngoài cái việc mình cộm mắt do bụi bặm ra, bất cứ khi nào mình cảm thấy hơi cộm, mình thấy tất cả triệu chứng nó cộm nó đau, làm liền, không có cần phải để nó là cái gì. Còn nếu mà mình bị bụi vô mắt thì mình đeo không được rồi, chắc chắn. Ngoài cái việc bụi vô mắt ra, mình thì những cái cộm mắt khác cứ hễ thấy cộm là đeo vô cho tôi, phát hiện cộm đeo liền, xẹp ngay. Với một cái nữa, khi đeo thì cứ âm thầm mà đeo, đeo xong đi, làm xong đi, có kết quả xong đi rồi hẳn lên khoe, chị ơi em đã làm như thế này 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 đó. Thì lúc đó hẳn khoe. Còn nhiều khi các bạn đang bị, mà nhiều khi không biết là bị mấy ngày rồi, các bạn bắt đầu đi lên các bạn tìm cái phương pháp để chữa. Cái báo các bạn thấy cái clip của tôi, các bạn nhảy vô nói à mừng quá em thấy chị rồi, giờ em làm theo chị. Cái đó là bạn, thứ nhất là bạn đã gián tiếp bạn đưa cho tôi biết thông tin là bạn đã làm rồi. Cho nên cứ chờ đi, cứ âm thầm làm có kết quả lên báo cáo. Còn không có kết quả cũng lên báo cáo. Nhưng mà cái không có kết quả nó tùy vào bạn nữa. Bởi vì đa số những người làm theo họ đều áp dụng được thành công. Hôm nay cái mắt của mình nó cũng hơi hơi nhậm nhậm thôi nhưng mà nó chịu được. Còn hôm qua mình nhắm nhắm chớp chớp mình thấy nó chạm cái lông mi ở dưới lên, nó đập vô cái chỗ mà bị sưng á, nó khó chịu lắm. Ngại chớp mắt cho nên thôi đi ngủ để khỏi chớp mắt. Đó, nằm coi tivi thì mình thấy mình cộm mắt, mình khó chịu rồi mình đi ngủ thì cái mắt mình nó nằm im chỗ rồi. Đồng thời là kết hợp mình đeo chỉ ngay lập tức nữa. Mình đeo đâu ai biết gì đâu. Việc mình cứ làm thôi, mình đâu cần phải la toán lên. Đó là mẹo, đã là mẹo thì cứ âm thầm làm ha. Không cần phải nói, không cần phải nói trước khi làm. Làm xong đi rồi nói. Đó thì mình mới đeo tối hôm qua thôi, hôm nay thì mình dịu rồi đó, mắt mình dịu liền. Thường đó là mình rất là dị ứng khi mà mình sợ bị lẻo. Chỉ cần mà mình phát hiện ra mà nó bắt đầu nó hơi có triệu chứng, hơi sưng sưng thôi. Mình chớp mắt mình thấy nó khác thường rồi, mình thấy nó cộm rồi là mình làm liền rồi. Chứ không có đợi để cho nó bự ra có phải hay không, chi mất thời gian vậy. Trừ đường trường hợp mình đang ở ngoài đường mình không có chỉ mình phải chịu thôi, còn có trong nhà là đi chụp liền, làm liền. Như mùa này nó nóng, nóng trong người nó bắt đầu nổi đó, nó dễ dễ nổi đó. Thì đó, thì hôm qua mình đeo xong đây mình hết rồi đó. Còn ai muốn biết là cái cách đeo như thế nào thì coi lại cái clip trước, mình đã hướng dẫn chi tiết cụ thể làm đúng y chang vậy đi, thì tôi thấy đảm bảo là 90% có kết quả. Còn 10% kia không biết các bạn làm kiểu gì tôi không biết, nhưng mà nói chung là nó cũng khá là hay. Thì có thể mình sẽ để cái đường link ở dưới cái clip này hoặc là cuối cái video này, các bạn có thể bấm trực tiếp vào xem. Mới hôm qua hôm kia cũng có người vô phản hồi
Thì mình thấy cái tình trạng này nhiều người bị lắm. Áp dụng đi được thì đỡ, còn không thì phải đi bệnh viện mổ, tốn tiền bác sĩ, tiền thuốc, cực nữa.